Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Những ngày này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Để triển khai các yêu cầu nhiệm vụ chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tỉnh đoàn đã sớm xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong các cấp bộ đoàn trực thuộc. Theo đó, mỗi tổ chức đoàn đăng ký các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị nhằm tập hợp thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên. Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp sức lực, trí tuệ cho quá trình phát triển của đất nước, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên thanh niên. Tại huyện Yên Khánh, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội, mỗi tổ chức đoàn thực hiện ít nhất một công trình hay phần việc thanh niên. Các cái công trình phần việc thanh niên này thì vừa gắn với cái nhiệm vụ chính trị của địa phương và gắn với cái chỉ đạo của định hướng của Ban Thường vụ tỉnh đoàn, và tập trung vào các cái công trình phần việc thanh niên để tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tham gia xây dựng các cái khu dân cư kiểu mẫu tại các cái xã và các cái xóm được huyện Yên Khánh chọn để về đích nông thôn mới nâng cao. Công trình thanh niên con đường bích họa với hơn 30 bức tranh của đoàn thanh niên thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh trở thành một trong những công trình có ý nghĩa chào mừng đại hội, không chỉ làm đẹp tuyến đường mà còn góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương. Thì chúng tôi đã tiến hành vận động xã hội hóa nguồn lực về nguyên vật liệu cũng như về kinh phí và vận động thêm đoàn viên thanh niên của thị trấn cũng như đoàn viên là giáo viên mỹ thuật của nhà trường cùng với lại các em học sinh có năng khiếu về mỹ thuật để tiến hành sơn và vẽ. Huyện đoàn Yên Mô xác định nhân rộng mô hình thanh niên lập thân lập nghiệp đạt hiệu quả sẽ tạo sức bật cho việc thu hút và tập hợp thanh niên. Hiện nay tuổi trẻ huyện đã nhân rộng được 46 mô hình trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho trên 1.000 lao động. Tổ chức những cái chương trình hỗ trợ đào tạo rồi cung cấp những cái kiến thức về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là thủy sản, rồi trồng trọt, chăn nuôi, động viên, tuyên truyền, rồi quảng bá những cái sản phẩm của thanh niên sản xuất ra để cho sản phẩm của thanh niên có thể được biết đến rộng rãi. Những việc làm thiết thực và có ý nghĩa của tuổi trẻ góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo niềm tin khí thế mới để công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.